Vâng, lại tiếp tục chúng ta phân tích về vàng thật và vàng ảo, vàng kỹ thuật số và vàng thật. Anh em rất nhiều người bắt đầu mong muốn nghiên cứu về Bitcoin, bắt đầu thấy được cái sự tăng trưởng của Bitcoin lúc này. Thì anh có thể chia sẻ cho mọi người biết về thông tin cũng rất là vui trong tuần tới đối với vàng ảo, vàng kỹ thuật số Bitcoin. Và Bitcoin. Okay. Trong cái tuần vừa rồi thì tôi thấy một cái tin là rất là vui đối với Bitcoin, đó chính là đến từ Nhật Bản, nước của thị trường Forex. Khi mà Nhật Bản thì vừa đưa ra cái thông tin là họ chính thức là công nhận Bitcoin là một cái đồng tiền chính thức, và bắt đầu từ tháng 4 này thì việc đấy nó sẽ được thực hiện. Nó tạo ra cái đà rất là hưng phấn cho Bitcoin, nên là chúng ta nhìn nhận thấy rằng là Bitcoin trong cái phiên cuối tuần vừa qua tăng điểm rất là tốt. Và đã chạm đến những cái vùng ngưỡng của 1064-1063, chính là những cái vùng giá mà chúng ta nhìn thấy được Bitcoin trong cái xu thế vừa rồi. Những cái vùng lừa trong cái phiên thứ 6 vừa rồi, nếu như một số các bạn tham gia vào cái forex.edu.vn và những cái khóa học forex.vn thì cũng nhìn nhận được một số những cái cách đánh rất là tốt khi mà thị trường đã tạo lập một cái vùng lừa trong cái phiên Mỹ của ngày thứ 6. Anh có thể nhìn thấy khi mà chúng giá thiết lập được cái vùng lừa phía trên 50 nhé. Trong cái phiên 6 vừa rồi rất là đẹp. Thực ra ấy, các cái mô hình của chúng ta là chúng ta không sở hữu Bitcoin mà chúng ta sở hữu các mô hình. Khi các mô hình đúng khung, đúng form, lập tức là gì ạ? Chúng ta dùng các cái lệnh với cái mức đòn bẩy rất tốt để chúng ta có thể hóa giải được các cái phần chênh lệch để chúng ta có thể chốt lời. Vậy thì tin tức từ Nhật Bản giúp cho đà hưng phấn của Bitcoin. Vậy thì trong tuần tới anh có cái sự lạc quan gì đối với Bitcoin? Đối với tuần tới thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng có thể điều chỉnh rồi những cái kênh điều chỉnh để chúng ta mua vào. Mục tiêu tiếp theo là Bitcoin cũng có thể lên đến những cái vùng giá của biển mây mô. Ví dụ ở ngưỡng của 1110 đến 1113, đấy cũng là một cái ngưỡng mà chúng ta có thể là nhìn nhận Bitcoin có thể hướng tới. Đặc biệt khi mà Bitcoin xuyên được qua cái biển mây của H4 thì nó có thể tạo đà rất là tốt cho Bitcoin tiếp theo. Và về căn bản thì đối với dài hạn thì tôi vẫn giữ quan điểm là Bitcoin là bình quân giá vốn ở tại giá thấp để chúng ta mua vào. Và khi mà giá xuống đến vùng 966 rồi, nào từ dài từ 1.000 đến 966 là chúng ta đã có thể thiết lập những cái lệnh buy limit cách bình quân giá, ví dụ như là khoảng 10 đô, 20 đô hoặc 30 đô để chúng ta có thể mua vào khối lượng nhỏ. Từ đấy là về cái giá xu thế của Bitcoin có thể tăng lên tiếp. Với những cái tin cơ bản tốt như thế thì tôi nghĩ rằng Bitcoin đang rất được ủng hộ, và những cái kênh điều chỉnh giảm ở trong những cái biểu đồ H4 này là D như thế này thì có thể là tạo ra một cái vùng mua mới rất là tốt cho Bitcoin. Rất nhiều các cái thông tin về sự vốn hóa của Bitcoin cũng như là cái mức độ an toàn cũng như là chia tách của Bitcoin, liệu có một cái cuộc chia tách trong thời điểm này hay không anh? Thực ra là nó cũng đang rất là mập mờ, nhưng về cái việc mà cái trên quan điểm một nhà đầu tư thì tôi nghĩ rằng là nếu như mà có chia tách hay không thì chúng ta luôn áp dụng vào được những cái mô hình giá. Đúng để rồi. Chúng ta nhận những cái tín hiệu đấy là chúng ta sinh lời thôi. Cũng như là các đồng coin vừa rồi, nếu như mà những cái loại coin nào tôi cũng không biết là đồng red coin hay light coin là như thế nào, nhưng nếu như loát vào những cái biểu đồ giá mà chúng ta có thể phân tích được, chẳng phải những cái mô hình nó cho các tín hiệu mua và bán kèm theo những cái tỷ lệ về quản lý rủi ro, thì nó sẽ cho chúng ta những cái cơ hội để chúng ta sinh lời trên những cái số vốn ít và với những cái tỷ lệ về rủi ro mà chúng ta kiểm soát được. Rất là hay. Bitcoin thì tuần tới chúng ta sẽ đón chào những cái thông tin về sự hưng phấn của Bitcoin với các tin tức cơ bản. Tôi nghĩ khi Nhật tác động thì sẽ có một loạt các cái công ty công nghệ cũng như là một số các công ty của Mỹ, họ sẽ đưa ra những cái mô hình cũng như là cái xu thế và công nhận Japan có những cái thành quả nhất định về công nghệ cũng như là đưa ra những cái yêu cầu và xác minh cũng như là sự ủng hộ đồng tiền nhằm đưa Bitcoin lên tăng giá. Xin được cảm ơn anh về thông tin về Bitcoin. Thế còn về vàng thật, chúng ta có một chút về vàng thật 1249 là sự hưng phấn của tuần vừa qua. Anh cho rằng vàng chịu tác động của USD trong tuần vừa qua thì anh có thể thấy được là xu hướng mới của vàng như thế nào? Đối với biểu đồ vàng trong cái tuần vừa qua thì chúng ta đang nhìn thấy cái việc mà vàng đã lấy lại một số những cái vị thế tăng của mình. Đặc biệt những cái biểu đồ tuần, tháng, nếu như mà trong cái tháng 3 vừa rồi chúng tôi nhìn nhận được là biểu
ta nhìn thấy rằng là biểu đồ tháng đó nó là một cái nến dấu hiệu tăng điểm rất tốt cho cái tháng tư này. Vâng. Nếu như mà theo cái nhìn nhận về kỹ thuật, chúng ta nhìn thấy được là giá vàng chốt phiên đóng cửa là một cái nến pin ba cho một cái số hiệu lên, và đặc biệt là nó xảy ra từ cái vùng giữa của Bollinger Band và Kijun-sen này. Vâng. Vậy thì đối với nếu như trong dài hạn thì chúng ta cũng có thể nhìn nhận là giá vàng có thể là đối với cách mua nếu như đánh theo tháng chúng ta có thể cả lỗ ở 1.185 đến 1.190, đấy là Vâng. theo cái dài hạn của tháng, và Ok. mục tiêu nó có thể đi đến những cái viền mây của Vâng. FOMO Vâng. viền dưới và viền trên Vâng. đó, là chúng ta cũng có thể nhìn thấy những ngưỡng mà giá vàng có thể là thiết lập Vâng. cao hơn, Vâng. đặc biệt là cái tuần tới với những cái tin về non farm và những cái biên bản cuộc họp của FOMC nó cũng sẽ tạo ra những cái biên độ dao động rất là lớn cho thị trường. Vâng. À, thị trường đang được đà hưng phấn bởi đồng USD suy giảm và vàng có thể điều chỉnh tăng lên. Vậy thì khi mà xét đến các yếu tố cung cầu của USD và vàng, lúc này chúng ta thấy được các nhà đầu tư đang bắt đầu quay trở lại bản vị của vàng, bắt đầu quay trở lại cái vị thế của vàng, bắt đầu quay lại nơi trú ẩn an toàn. Vậy thì khi đồng USD suy giảm, người ta thấy rằng là các quỹ tín thác đảm bảo bằng vàng bắt đầu đã ra đòn. Vậy trong tuần tới anh có nghi ngờ gì khi SPDR sẽ tung một một trưởng ra không anh? Tôi đang theo dõi những cái hoạt động của SPDR, bởi vì là trong cái phiên cuối tuần vừa rồi, nếu như chúng ta nhìn nhận thực tế là trong phiên cuối tuần vừa qua thì chỉ số của đô la nó lại là tăng điểm một chút, Vâng. nhưng mà chúng ta đang nhìn thấy việc là giá vàng lại là cũng tăng điểm theo, chứng tỏ rằng là vàng đang lấy lại cái vị thế của mình bất chấp cái việc là đồng đô la có tăng điểm hay không Vâng. đó. Nên là tôi nhìn nhận rằng là có thể là trong cái xu thế lên này, thông thường thì SPDR cứ lên là nó sẽ mua vào chứ không Vâng. phải là cứ xuống rồi nó mới thị trường đang xuống thì nó mới mua, và Vâng. những cái yếu tố kỹ thuật cũng đang ủng hộ cho cái việc mà giá vàng được gia tăng lên. Chúng ta cũng có thể theo dõi một số những cái thông tin, một số những cái lịch sử giao dịch của SPDR, nếu Vâng. như nhà đầu tư nào mà có thể là không quen về cái việc theo dõi đấy cũng có thể liên hệ với tổ tư vấn của đầu tư gì hay là vốn đầu tư.com để cập nhật những cái dữ liệu từ Vâng. SPDR, Vâng. vì đây là một cái đầu tàu rất là lớn trong cái việc đầu tư vàng trên thế giới. Vâng. À, tôi có thể tóm tắt lại một chút là chúng ta đang kỳ vọng buy cho giá vàng lúc này ở khung 1243. Buy tại khung 1243. À, tiếp theo nữa là chúng ta có thể thấy được rằng ADX, đặc biệt là RSI ở vùng mua. Vậy thì kịch bản nào cho cái đầu tư ngắn hạn lúc này? Với việc đầu tư ngắn hạn thì trước tiên là tôi sẽ chờ đợi về cái việc là giá có thể điều chỉnh về cái đường giữa của Bollinger Band tại biểu đồ H1. Với một số những cái kháng cự, nếu như mà giá vàng xuyên qua vùng mây, ví dụ như là tại một vùng 1.251, có thể là tạo luôn một cái đà tăng tiếp Vâng. theo cho cái đối với giá vàng Vâng. trong cái biểu đồ mà khi nó phá qua khỏi cái mây FOMO. Vâng. Những cái vùng giữa của Bollinger Band cũng là những cái vùng mà chúng ta có thể thiết lập để chúng ta chờ đợi cái lệnh buy limit. Vâng. Các mức chinh phục có thể là 1259 trong tuần tới. Vâng, đúng rồi, Vâng, đấy là sự những lạc cái quan. nền tảng Vâng. đấy. Sự lạc quan của giá vàng trong tuần tới thì chúng ta kỳ vọng những nhà đầu tư sẽ chốt lời khi mà đặt lệnh mua trong tuần. À, xin được cảm ơn anh Robert và hẹn gặp lại anh ở những bản tin tiếp theo. À, hôm nay chúng ta đã được biết thông tin về vàng kỹ thuật số là Bitcoin và vàng. À, chúc cho phòng đầu tư cũng như là hệ thống giao dịch cũng như là các team team sale có thể đưa ra được những cái quyết định trong tuần tới, và kính chúc tháng 4 như là tháng đầu tiên của năm tài khoá năm 2017 thành công tốt đẹp. Xin được cảm ơn anh Robert.